Mới đây, người bạn thân của Phi Nhung là chú Nhật Bình, ngạo người mà đã đồng hành với Phi Nhung từ khi Phi Nhung còn ở bên Mỹ, trải qua rất nhiều thăng trầm và khổ cực, cũng là người mà gần đến khi cuối đời, Phi Nhung cũng luôn nhắc nhớ về anh. Đó chính là một người bạn mà tất cả mọi người thì đều không thể bao giờ quên về hình ảnh đó. Và ngày hôm nay, sau một chuyến đi vòng quanh thế giới rất nhiều ngày, cũng như là thời điểm giáp Tết đã đến, thì bạn thân của Phi Nhung là chú Nhật Bình Nguyễn hôm nay đã xuống chùa Pháp Lạc, nơi để di ảnh cũng như là để những hình ảnh liên quan đến Phi Nhung và tượng sắp của Phi Nhung ở đây, thì chú Nhật Bình Nguyễn đã xuống dưới đây để thắp hương cho chị. Và một điều thật bất ngờ mà không ai có thể nghĩ ra được, đó chính là chú Nhật Bình thấy một chú bướm rất to và đẹp đậu xung quanh chiếc cây mà chú Nhật Bình đứng cạnh đó. Đây là một điều tâm linh vô cùng là đặc biệt, khi mà mọi người biết rằng khi mà con bướm có một chú bướm to với kích thước rất lớn đậu quanh những khu vực linh thiêng như thế, thì người ta luôn nghĩ ngay rằng người quá cố hiện về để gặp người thân sau nhiều ngày chia cắt. Bởi vì được biết là khoảng thời gian vừa rồi chú Bình cũng không có thời gian đi xuống dưới đây để thăm chị Phi Nhung, chính vì thế mà có thể là Phi Nhung đã đến đây để tiễn cũng như là thăm lại người bạn của mình, gửi những hình ảnh cũng như tâm tư tình cảm của mình tới cho chú Nhật Bình. Đây cũng là một điều trùng hợp khi mà trước đây Phi Như là con gái út của Phi Nhung, một cô con gái của Phi Nhung, trong một ngày rằm nọ khi mà em cầm hoa lên để tặng mẹ thì em cũng thấy một con bướm rất to bay vào nhà và cứ đậu quanh quẩn xung quanh ngôi nhà, và Phi Nhung cũng đã ồ lên rằng mẹ đã về rồi mọi người ơi. Đây là một điều vô cùng cảm động, cũng như là mọi người luôn cảm nhận được rằng Phi Nhung luôn luôn ở bên cạnh mọi người. Và đây là một câu chuyện tâm linh rất linh thiêng ở tại ngôi chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước, Đồng Xoài, Bình Phước, mà Phi Nhung trước đây cũng đã gửi những người con của mình ở đây, cũng như là bây giờ hiện tại thì di ảnh cũng như là những hiện vật của Phi Nhung và những điều và tượng sắp của Phi Nhung cũng đều được đặt ở đây. Đây là một điều mà tất cả mọi người cảm thấy vô cùng trân quý. Để chút xíu mình ra kia mình gặp mấy đứa. Chào Phạm Lê Chí Cương. Chào 12 Bến Nước. Giờ hay hát cho mấy đứa nghe nha. Cho các em nghe nha. Chú Bình sẽ bè. Chú Bình bè. Từ ngày con bỏ mẹ đi, rời xa quê cũ, rời xa quê cũ, có mong quay về. Hỡi con quay về, mẹ còn đây, mẹ chờ con, chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi, mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa, mái lá đơn sơ, chiều dần buông, chiều dần buông, tiếng bìm bìm kêu chiều, nhớ con thật nhiều, nhớ con thật nhiều, hỡi con, tiếng mẹ gọi chờ con. Từ ngày con đi, gió lạnh về khuya, chiếc giỏng đông đưa, lòng mẹ thương, lòng mẹ đau, nhai xé ai cào, khúc ca nghẹn ngào, cào nhớ con, nhớ con, có mẹ già, có mẹ già nằm nghe nắng mưa. Rồi ngày con trở về đây, mùa kia xanh cỏ, mùa kia xanh cỏ, lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi. Đâu rồi? Con đâu á, mẹ chờ con. Mùa kia xanh cỏ, mùa kia xanh cỏ,
lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, mẹ còn đâu á, mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ còn đâu, mẹ còn đâu. Hết rồi. Trời ơi, bắn tim quá trời luôn. Các bạn có coi cái bài áo xanh của Phi Nhung hồi xưa không? Đó. Nhật Bình làm makeup cho Phi Nhung với là Wendy quay chắc cũng phải mười mấy năm rồi đó. Là cái bài đó là bài áo xanh. Là Nhung kể về cái câu chuyện thật sự của Nhung mà lúc mà Nhung đang ngồi ở nhà, Nhung nghe cái tin mà mẹ Nhung mất á. Trời ơi, Wendy đó cái bài đó hay quá. Wendy lúc đó còn nhớ xíu xíu rồi nhớ. Kỳ duyên kìa. Các bạn đừng quên share, like cho chị Kỳ Duyên. Chế độ không thì ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi, đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo trong lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh, mong đời em thơm lành. Ôi áo xanh như đời. Nhớ share vô nha. Đang bấm kìa. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đợi em với chiếc áo xanh, với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh để mộng xưa thơm lành. Ôi áo xanh như đời. Ôi áo xanh như đời. Các con nhớ là cái ngày họp fan á, tụi con nhớ hát bài chiếc áo xanh nha. Học thuộc lời đi. Học thuộc lời đi. Các fan học thuộc lời áo xanh đi. Bữa đó là hát chung đây. Sao con mua tới cái size M vậy? Size chỉ mo thôi. Dũ dê. Quà của anh đề chở cho con nè. Đây hả? Dạ con mua tới size M quà của chị Wendy. Hồi cái áo của con size S, con đưa mày nói size S mày mặc không được đâu, mày là phải size M. Con coi quà con đi. Thở về hả? Ở chơi nào? các fan của ai nhớ nha, tất cả ba miền luôn nha, mình học thuộc cái bài chiếc áo xanh là mình hát cùng hết luôn nha. Trời ơi, nghĩ tới ngày đó chắc vui lắm á. Nhanh lắm đó, 2 tuần nữa chứ mấy. Hai tuần nữa hả? Đâu rồi, còn số nữa không kìa? Bạn nào trúng thì nếu mà bạn nào ở thành phố thì mình sẽ ghé 21A Cao Thắng mình lấy ha, còn không thì sẽ gửi cho các bạn. Bạn nào ở xa thì sẽ gửi. Để coi nào. Nè, bạn nào trúng á, nếu mà ở trong thành phố thì là ghé 21A Cao Thắng tới lấy. Còn mấy bạn ở xa thì chú Bình công ty sẽ gửi tới nhà cho các bạn. Được chưa nào? Có 3 phần thôi nha, một phần là 1.670.000 đó. 5 cây son đẹp lắm. Một cây son gió nè. Có Quỳnh Trang ở đây, Quỳnh Trang là biểu coi. Trời ơi, lo gửi quà không là sao. Trời ơi, quà này có ai đây? Quà là chữ của chị Wendy tặng cho bé Quỳnh Trang nè. Mở ra chắc chắc con. Bé đang cỡ, không cỡ từ từ, không nên rách. Sợ rách quà. Trời ơi, mai mốt bữa đó mà tất cả mặc áo màu xanh hết là thôi, thích lắm á. Hay mình
mình thêm lá xanh đi, thêm lá cây đi hả? Hả? À, thêm lá xanh lá cây đi. Thì đó. Thì thêm bông bông báo luôn đi. Bữa đó là mình mặc tất cả màu xanh lá cây. Thì bữa đó là fan mặc hết tất cả màu xanh lá cây đó. Hay là có phát áo cho fan không? Không biết rồi, Trinh.